Đây, chương trình truyền hình của Sóng Đài, cơ quan truyền thông và xã hội Tin Lành tại Canada, được thực hiện để góp phần xây dựng đời sống đạo cho tín hữu và giới thiệu đạo đến thân hữu. Kính mời quý khán thính giả bước vào nội dung chương trình Sóng Đạo TV để sống đẹp ý Chúa, vui lòng người. Trong tâm tư có ghi ơn thầm tôn vinh Chúa Cha, trọn cả đời con tương lai nguyện ca danh Giê-xu. Mùa thu, đất trời như mơ màng trong một cõi mênh mông không thật. Ai đó đã viết: có lẽ những chiếc lá mùa thu đã nhuộm vàng phần lớn thi ca nhân loại. Xin hãy lắng nghe thông điệp của mùa thu khi đắm mình giữa cái hắc hiu phai tàn của màu lá chết. Bạn ơi, đời người rồi sẽ vỏ vàng rơi rụng như lá mùa thu. Chúng ta rồi sẽ giả từ góc đời nhỏ nhoi của mình trên hành tinh này. Vì nơi đây không phải là chủ đích của Thượng Đế khi sáng tạo con người. Mấy mươi năm trên đất chỉ là hành trình chúng ta đi qua để được thử thách, tôi luyện cho xứng đáng trước khi bước vào cõi đời đời phước hạnh với Cha tạo hóa. Vì đó mà lá thu đẹp rực rỡ nét hy vọng cho mùa sau. Tuổi già là những háo hức mong chờ một tuyệt diệu của vĩnh cửu. Một ngày rực rỡ có bước xuân.
dạ bóng tôi mịt mờ vào ánh sáng rạng ngời, bước vào cõi trời mới đất mới muôn đời. Nắng lên rồi đẹp ngời thêm sắc lá, lá thu vàng như những cánh đời trôi qua. Tuy hư hao úa tàn màu tóc phai theo tháng năm, nhưng tâm linh mỗi ngày càng đẹp đời trỗi lên từ thanh xuân. Bao phong ba đổi rời lòng vẫn ngập tràn phước ân, bao nhiêu thu đã chê những câu ca không hết người ơi. Ngập tràn phước ân, bao nhiêu thu